À, tiếp tục đến với số thứ 3 của vòng bảng B nha các bạn. Team Lão Đại Cao Sơn Bãi Biển, Bình Minh, Lý Quốc Bảo thi đấu cho ông bầu Hoàng Minh Coffee nha các bạn. Bên này là team của Anh Linh Vũng Tàu, với sự xuất hiện của Khang Nam Đồng, Khải Bãi Biển và cô em Vũng Tàu. Đây là set thứ 3 nha các bạn nha. Hiện tại khán giả rất rất đông các bạn ạ. Tuy nhiên là góc quầy này cũng có thể lấy hết được khán giả, các bạn có thông cảm các bạn nha. Bạn muốn xem thứ tự hợp lý từ trong từ ngoài ra trong vào trong thì các bạn vào kênh mình và vào phần video các bạn xem, kéo lên các bạn xem từ dưới lên trên thì nó sẽ rất dễ hiểu nha các bạn nha. Các bạn đừng có xem ngang thì nó sẽ rất khó hiểu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ các bạn nha. Bắt đầu tìm Cao Sơn phát bóng. Set 3 sẽ rất máu lửa các bạn ạ. Và bỏ bóng công qua lưới của Lý Quốc. 1-0 cho team Anh Linh. Một đều. Sẽ đấu quyết định rất máu lửa các bạn. Cú em rất tốt. Điểm 2-1. Và rất tinh tế của cô em và cố tình đẩy bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 1-2. Tuy nhiên bóng không chạm tay các bạn nha. 2-2. Không được rồi. Và dính hàng trắng của Bình Minh. Điểm 3-2 nghiêng về team của Cao Sơn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đấy là hiệp đấu thứ ba, hiệp đấu quan trọng, rất hấp dẫn cùng cả hai đội. Quá hay. Đội bóng nào giành chiến thắng ở trong trận đấu này có lợi thế rất lớn để có thể bước vào trong vòng bán kết. Sau trận đấu này sẽ là trận lượt trận thứ 3 của bảng A sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà. Đội tôi đang 82 cây. Và đội bóng thi đấu trận đầu tiên từ buổi sáng hôm nay. Lọt trắng của và cái bóng lọt trắng của đang méo nha các bạn. 4-3. Lợi điểm đang thuộc về các trai của team Bãi Biển. Và Hoàng Minh Coffee đồng cốt anh em Bãi Biển. Khải vẫn còn. Ôi. Và phòng thủ rất tốt của Lý Quốc mà đem về điểm cho team Hoàng Minh Coffee. 5-3. Chàng trai bên phía của team Anh Linh. Vô trường nước Khang. Khang Lâm Đồng. Đang tiếp công bày. Rồi lời lận tự do. Quá đang tiếp tục. Đang còn lên đồng lòng. Kia nó điện cho anh rồi. Cao Sơn sẽ là người phát bóng dành cho các chàng trai bên phía của team Bãi Biển. Và bây giờ tỷ số lại là 6-3 rồi. Hai đội sẽ đổi sân. Hiệp đấu thứ ba này thì hai đội sẽ chỉ có 11 điểm. 6-3 đổi sân. Trận đấu quyết định của hai đội sẽ thi đấu với 11 điểm tới nha các bạn nha. Hiện tại điểm là 6-3 đổi sân luôn ạ. Phát bóng ra ngoài của Cao Sơn. 4-6. Bốn sáu.
nói rằng bên phía team của Bãi Biển họ cũng muốn giành chiến thắng khi mà họ đã quả bóng không qua lưới của Khang, điểm 7-4. Khoảng cách bây giờ đang là 3 điểm. Nguyễn, trời ơi, quá bóng rất mạnh của bóng rất tốt của cu em chúng ta. Điểm 5-7. Có điểm số dành cho các chàng trai đến từ team anh em tài trợ của bạn. 5-7. Khi sự sự kiện của hàng sau Hương Gà Tre, Bình Phước và Trị Tiên, Tây Ninh làm xôn xao hàng sau. Rất uy lực cho Đăng Béo và pha phòng thủ cực kỳ của Cải bị miễn như vậy, thủ lên và phản công rất tốt như vậy. 6-7. Anh Linh 6-7. Chưa thể nói trước rằng đội bóng nào họ sẽ giành chiến thắng ở trong hiệp đấu thứ ba này. Cú đá bóng cực kỳ quan trọng. Bên bên cắt bóng tốt, điểm 8-6. Sự tiếc nuối của vận động viên mang áo số 2 bên phía team Anh Linh. 8-6. Vẫn còn tục tốc. Cao Sơn sẽ là người phát bóng cho của team Quang Minh Coffee. Trời ơi, hòa thả bồn xuất trăng của cô em Vũng Tàu. Điểm 7-8. Thì một hàng chắn dù chỉ là Bình Minh vẫn là chưa đủ. Bình Minh một vận động viên bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp, nhưng rất khó khăn trong những lần bám chắn 1-1 đối với lại cô em. Đủ hiểu được rằng là những chàng trai của chúng ta, những chàng trai mà chúng ta chưa biết đến nhiều ở trong giải đấu này đều là những nhân tài kiệt xuất. Không hiểu ý rất đáng tiếc của điểm Anh Linh Vũng Tàu như vậy. Điểm 9-7. Hai điểm số nữa thôi. Còn hai điểm số nữa thôi thì Hoàng Minh Coffee họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 2-1 với mong muốn ngược dòng thứ hai ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng hai điểm số nữa thì Anh Linh họ sẽ săn bằng cách biệt. Trời ơi, lũng banh rồi. Điểm 8-9. Điểm cuối cùng thì điểm số vẫn thuộc về team của Anh Linh. Điểm số bây giờ là 8-9. Đăng Mèo. Xin lỗi, không phải, đó là Đăng Mèo. Bây giờ mới là Bình Minh. Bình Minh này phản công được, có điểm 9-0. Rất chưa được. Tốt cho Bình Minh pha chắn bóng. Tiếp tục đây là cu em. Và đầm bóng uy lực của cu em chạm tay chắn ra ngoài các bạn ơi. Điểm hiện tại rất căng thẳng, 9 đều. Khán giả đang cổ sẽ đấu 11 điểm tới các bạn. Rất đông các bạn ạ. Tôi hiểu được sức hấp dẫn của giải đấu năm nay nó khủng khiếp đến như nào. 9 đều rồi. Như tôi đã nói, bây giờ thì Anh Linh họ đã săn bằng được cách biệt. Và Bình Minh họ anh sẽ làm gì đây? Bóng vẫn còn, đúng là bóng vẫn còn. Phản công dành cho team Bãi Biển. Và đập bóng tốt của Đăng Méo. Với cái cổ tay uy lực của Đăng Méo. 10-9. Một pha bóng quyết định. Một pha bóng đánh nhiều trái. Thực sự là quyết định trong pha bóng này. Cao Sơn là người phá bóng. Mình đang nắm. Họ có quyền để giành được điểm số cân bằng. Vẫn còn phản công. Chết rồi. Rồi. Bóng vẫn còn. Cơ hội. Đang mấy. Team Hoàng Minh Coffee để chiến thắng trong cuộc là 2-1 nha các bạn nhé. Team Bãi Biển họ đã làm nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp đấu trận đấu này.